Ngon CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Koika. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá một bộ truyện tới từ nhà xuất bản ABL và một số tạp chí của Nhật nha các bạn. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua trên màn hình trước khi mình review chi tiết hơn về từng phần truyện và từng tạp chí nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá một tạp chí tiếp theo nha. Tạp chí này đăng bộ truyện Kingdom. Mình không nhớ tạp chí này tên gì các bạn. Bạn nào biết thì comment phía dưới cho mình nha. Thì đối với phần tạp chí này, chúng ta được tặng kèm một cái bìa của tập 70 Kingdom nha các bạn. Ở Việt Nam đã xuất bản tới tập 63 tới nhà xuất bản trẻ các bạn. Bên trong chúng ta sẽ có thêm một số trang màu, chủ yếu là giới thiệu về Kingdom. Trong đây sẽ có một cái bức tranh gặp ba nha, giới thiệu về cái tập truyện Kingdom các bạn. Rất là nhiều phần truyện và những phần liên quan đến Kingdom. Thì bên trong chúng ta sẽ có một số phần truyện khác ngoài Kingdom ra, chúng ta sẽ có một số phần truyện khác được tăng dịch với này và xuất hiện ở mỗi đầu tập chiếm. Chúng ta sẽ có một trang màu bên trong được in trên giấy shop và giấy shop ở Nhật này thật là tệ đó các bạn, tệ lắm, tệ luôn nha, nó như giấy báo vậy các bạn, tệ lắm chứ không phải là xịn sò gì đâu nha. Quyển này rất là nhẹ luôn, thấy nó dày vậy đó mà cầm rất là nhẹ, giấy rất là dễ bị rách luôn các bạn. In màu thì chỉ tạm chấp nhận thôi, tại giấy này không ổn mà. Đa số in cho tập chí này sau này sẽ được đóng cuốn in lại ở một quyển truyện hoàn chỉnh nha. Cái này chỉ in trước thôi, sau này sẽ có thêm một số hiệu chỉnh, chỉnh sửa về câu chữ hay văn phong hay là một số công chuyện các bạn ha. Trước khi chính thức thì nó lại khác so với việc trang tạp chí nha. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua một số phần truyện. Hôm nay có rất nhiều phần truyện mình không biết, nên bạn nào biết thì có thể comment bên dưới cho mình biết nha các bạn. Mình chỉ biết Kingdom thôi, còn những phần truyện còn lại trong đây mình không rõ phần chuyện nào hết. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua cuộc gặp chiến này. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn những video lần sau.